Rồi ok, hello các em và chào mừng đã quay trở lại với channel của mình. Chào cả chị em luôn. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục với con game xanh cầu. Và mình sẽ tiếp tục đến với bàn thứ 3 nhá. Ở bàn này này. Bàn này là các em sẽ phải chơi theo một cái kiểu nó khá là khó khăn. Đây mình sẽ giới thiệu cho mọi người là như thế này. Từ lại nhá. Và đừng quên là nhấn đăng ký kênh nhé, tại vì có đến hơn 70% các bạn xem video mà chưa nhấn đăng ký kênh, cho nên là nhấn đăng ký kênh ngay để tăng respect, ok? Như này này, đấy. Ở đây chúng ta có hai cái xe đúng không? Và cái xe A này nó sẽ bay qua đây, nó sẽ nhảy dưới này. Đấy, và sau đó nó bay lên và nó sẽ đi sang điểm bên này. Ok, còn cái xe này nó sẽ phải bay lên đây. Bay lên cái tầng trên này này, đấy, để nó lại đi sang bên này. Ok, A1 phải đi sang điểm bên này và A2 phải đi bên này. Được chưa? Được rồi, bây giờ là công việc của chúng ta là xây thôi. Tổng cộng là mình có 10 cái. Ok, không biết là cong này đã đủ chưa nhỉ? Mình có 2 cái. Bây giờ mình sẽ cho thêm cái thứ 3 ở đây. Rồi, bên này cũng là 3 cái đi. Ok. À, mình nghĩ cái này không cần. Cái này chỉ 2 thôi, cái này mới là 3 này. Ok. Từ đây nhá, nó sẽ bay qua đây. Vào đây, bay tiếp, đập vào đây, vào lên. Cái này xuống này. Xuống đây. Bay một phát qua đây. Rồi ok nhá, tạm thời mình sẽ thử nghiệm như thế này. Để xem có hợp lú không. Anh em cho chậm chậm lại tí. Rồi. Một cái qua được. Khỏe đấy. Rồi bay, bay hơi cao. Ok, cái bên này thì lại chưa đủ độ dốc. Cho nên đây, cái này thì lại bay hơi cao quá. Mình nghĩ chắc như này thôi nhỉ. Thử lại xem. Hãy cùng nhau thử lại. Ok, uầy, vẫn bị cao các bạn ạ. Cái này có khi nó chỉ cần như này thôi, tại vì nó vẫn bị đập vào kia. Chia sẻ lại cho anh em một tí này. Thử nghiệm bao nhiêu lần mới được. Đây này, mình xây rất là kiểu đơn giản thôi nhưng tất nhiên là có hơi vượt target một tí. Anh em yên tâm, kể cả mình chỉnh lại cho nó không bị vượt target thì vẫn cứ là ok. Để xem nhá. Xem nào, nếu như mình bỏ một số cái gì đi thì không biết là nó bị vượt target không. Vẫn bị à? Cái quá nhỉ. Cái này vẫn bị. Thôi kệ, vượt target cũng được. Qua được là được các bạn ạ. Đấy, hợp lú không? Tuyệt vời chưa? Đấy, được rồi nhá. Bàn này là chỉnh sửa khá là nhiều thứ thì mới qua được. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bàn thứ 12. Ở bàn 12 này mình sẽ phải cho hai xe A và xe E đi qua đến bên này. Và cái tàu đã sẽ chạy giữa. Lại là chơi trò chơi xây cầu. Tất nhiên là chơi xây cầu rồi, nhưng mà là lại phải cho cái gọi là cái thuyền nó đi qua cơ. Ở cây 10 chỉ được 12 cái tấm đường thôi. Ok, vừa đủ hết luôn. Thế nên bây giờ chúng ta sẽ phải thiết kế xem làm sao để mình có thể mở được cái đoạn giữa này lên này. Cái đoạn này, tức là cái này là tàu nó vẫn đi qua được. Thế thì chứng tỏ mình chỉ cần mở một đoạn này thôi. Mở như thế này thì hơi nguy hiểm. Mình nghĩ là sẽ phải mở hai đoạn. Rồi ok, và mình đã hoàn thiện xong nhá. Sau một thời gian chỉnh sửa thì bây giờ cầu đã xịn sò rồi. Và có thể đi qua luôn được rồi. Nhưng mà mình vẫn cần phải giới thiệu cho mọi người cái cách để mà chúng ta có thể thực hiện được cái cầu này. Rất đơn giản thôi, cứ xây theo các cái kết cấu hình tam giác nhá.
Và ở bên dưới các bạn hãy dùng thật là nhiều cái thanh này này, cái thanh steel, cái thanh sắt nhé, thép, để chúng ta gia cố phần bên dưới cho nó vững. Và nếu các bạn muốn, các bạn có thể cho thêm mình một cái dây nó nhằng qua đây cũng được. Và thêm một cái nữa để nó nhằng ở bên dưới này cũng được, cho nó càng chắc. Nhưng mà như thế chúng ta sẽ vượt target đúng không? Thì đây là thôi, chỉ cần như thế này thôi. Và hãy sử dụng cho mình hai cái piston để kéo cái phần cầu này nó cao lên để cho cái thuyền nó đi qua. Ok à, rất là easy thôi. Thấy không? Cầu kéo lên nó sẽ như này à, và cái tàu chúng ta sẽ đi qua được. Và lại hạ xuống. Easy các bạn nhá. Mấy cái cầu kiểu này thì xây dựng nó cũng dễ thôi, không gì khó đâu. Bao giờ đến phải cái bàn nào nó phải đặc biệt một tí cơ. A này, đi qua A1 để lên đây. Xong rồi E là đi thẳng qua à, dị lèn. Mình đoán là nó là phải hơi cong cong như này cơ. Đấy, như thế thì cái xe này nó mới đi được. Mà chỉ có hai đường thôi các bạn ạ. Uầy, nó quá ít luôn đi các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy không? Hai cái đường ấy, nó chỉ đủ để bắt đi qua đây thôi. Và làm thế nào để mà cái xe A nó đi qua được đây rồi mà nó lên được E trên này. Chẳng nhẽ bây giờ anh em mình lại phải chơi cái trò gọi là kéo lên, cho cái đường ở đây, cái xe A lên đây xong kéo lên, đâu kéo nó sát lên trên này để cho cái xe A đi. Và sau khi kéo xong thì cái piston nó lại hạ xuống để nó đúng vào cái điểm này. Thật sự là rất là suy nghĩ kiểu là như này này. Ví dụ nhá, mình cho cái piston nó vào đây nhá. Đấy, cái xe A nó đi vào đây, nó đứng lại đúng không? Rồi sau đấy là cái cầu này mình có thể kéo nó lên được. Ví dụ như này đi. Mình chỉ là ví dụ thôi nhá. Đây, cái piston thứ hai. Thế là sau đấy mình chỉnh hai cái piston này cho nó kéo lên chẳng hạn. Thế là cái xe đi vào đây, ra sẽ kéo được nó lên đúng cái vị trí này. Đấy, và sau đó sẽ A đi. Xong thì piston nó lại hạ cái cầu của mình xuống đây. Đúng chưa? Khó đấy, mới đùa đâu. Nhưng mà mình sẽ giữ cái kiểu như thế này để xem là mình có thể chế tạo được hay không đã. Rồi ok, tạm thời thì cái thiết kế của mình đưa ra là sẽ như thế này. Túm lại là làm gì làm, chúng ta chỉ cần có một cái trụ thật là vững để cho nó kéo được cái cục này lên mà thôi. Nhưng mà vấn đề của mình là cái trụ này nó chưa đủ vững các bạn ạ. Nó vẫn bị gãy à, thế mới căng. Có vẻ là được rồi đấy các bạn ơi. Chỉnh lại một tí thôi, chỉnh lại một tí thôi. Ngon. Hấp lú, hấp lú. Thế là xong. Ờ, mình chỉ mất có 9.000 thôi. Lại nào. Phương án này khá là ok luôn. Bỏ hết đi. Vẫn đi qua được đúng không? Đấy, vẫn đi qua được. Vẫn ngon lành. Uầy, vẫn ngon lành luôn. 8.000 bot các bạn ạ, để xem lên top chưa? Top 5.000 rồi. Cơ hội của mình là cực kỳ lớn để có thể bỏ đây đây. Bỏ đây đây. Đấy, 7.800 à? 7.600 thì sao? Ờ, cái này không được. Cái này nó phải như này. Vẫn là ok nhé các bạn. Wow, được đấy, được của nó đấy. Xe top bao nhiêu nào? Ui, top 5.400 rồi, anh em cố gắng lên. Kiểu gì thì cũng phải nghĩ ra cái cách gì đấy chứ, đúng không? Thế nếu như bây giờ mà mình bỏ cả cái này đi thì sao? Không được. Cũng không được các bạn ạ. À, thôi được rồi, mình nghĩ là bàn này mình vào được top 5.000 như thế là cũng VIP Pro rồi đấy. Rồi ok, đã xong. Bây giờ sẽ đến với bàn thứ 14. Uầy, bàn 14 lại căng thế. Nhưng mà mình cũng không sợ các bạn ạ. À, bàn này chỉ đơn giản là cái máy bay nó sẽ bay qua đây, và
và chúng ta không có một cái cách nào để có thể ngăn được việc cái máy bay nó bay qua. Thế nên là chỉ có cái cách duy nhất là mình sẽ làm gì đấy để cho cái cầu của nó, mình sẽ trụ ở dưới này để không ảnh hưởng gì đến cái tầm bay của cái máy bay. Ok. Rồi ok, và đây là cái thiết kế mà mình vừa mới hoàn thiện xong. Nói chung là chỉ xây bừa thôi. Thì bây giờ hãy cùng thử xem nó có chịu được không. Vừa nãy là mình cũng đã thử vài lần rồi và nó đã sập rồi. Nhưng mà mình đã có điều chỉnh, thế nên là bây giờ thử xem nhỉ. Trông là khá là yếu ớt các bạn ạ. Vẫn không được, chúng ta vẫn cần phải xử lý những cái chỗ kiểu kiểu ở bên dưới này. Ok, lần này game mình lại chơi lớn luôn. Lần này là chơi cầu dây văng nhá. Chơi hẳn cầu dây văng luôn. Nhưng mà nói thật là mình cũng hơi bị nghi ngờ về cái quả dây văng này đấy các bạn. Văng vớ vẩn lại văng phát vỡ mặt mình cũng đùa đâu. Ôi dồi ôi, dây văng không thành công rồi. Dây văng này yếu quá các bạn ạ. Cũng không được. Rồi ok các bạn, không biết là các bạn có còn nhớ cái trò chơi của chúng ta là cái trò mà làm kết cấu ngược không? Làm ở bên dưới ấy. Bây giờ mình sẽ áp dụng lại công thức đấy để xem như nào nhá. Có vẻ là vẫn còn yếu. Sập ngay các bạn ạ. Cái chỗ này nó yếu quá, nó không giữ được. Bây giờ phải áp dụng thêm công thức khác. Ok, đầu tiên việc điều chỉnh của mình là mình sẽ kéo cho những cái hệ thanh này nó dài hơn, nó to bản hơn nhá, để xem như nào nhá. Ok, mình sẽ thử giữ như này xem nó đứng được không. Những cái điểm màu vàng này nó đã biến mất đi khá là nhiều rồi. Vẫn không ăn thua, vẫn yếu các bạn. Rồi ok, mình sẽ sử dụng lại cái kết cấu thêm một cái phần rằng ở bên dưới bằng dây nữa để cho nó cứng hơn. Cái kết cấu này thì chắc mọi người đã xem tập trước rồi. Đấy. Khi mà nó có cái điểm kéo ở giữa thì mình cảm thấy là nó vững hơn đấy nhờ. Đừng sập nhá. Ok. Áp dụng đúng kết cấu là nó sẽ rất là tốt. Nhưng mà bây giờ giả sử đi, mình giảm cái này xuống còn một nửa thôi. Chứng tỏ là cái chiều cao, tức là cái chiều dài của cái phần rằng ở bên dưới là rất quan trọng đấy các bạn nhá. Và chúng ta có thể thử thay đổi nó một chút nha thì sao. Đó. Để xem nhá, để xem lần này nếu như mình mà cho nó ngắn đi nhưng mà mình thay đổi thay đổi thì nó cũng chỉ kéo dài ra thêm cũng được một tí thôi. Để chứng tỏ là cái chiều dài của nó vẫn rất là quan trọng. Đây, nếu như mình kéo full này đi vẫn chưa quá target nhá. Ok chưa? Lần này là nó sẽ vững hơn hẳn luôn đấy. Ui, điểm đỏ. Đấy, điểm đỏ nó chỉ xuất hiện lên và nó biến mất ngay. Được chưa? Dù sao thì cũng đã qua được rồi. Đấy, đây là cây cầu rất đơn giản nhưng mà cực kỳ vững. Ai à, bàn này căng các bạn ạ. Bàn này sướng. Bàn này là như nào đây? Bàn này là chúng ta sẽ phải cho cái xe A này. Nó bay, nó ăn được điểm A2. Ăn được điểm A1, nó rơi xuống. Trời đấy. Đây, như này được chưa nhỉ? Như này đi, nó đi này, nó văng lên đây. Nó văng, mình phải sợ nó không tới. Đây, nó có thể văng lên như này. Xong nó nhảy xuống. À, ok, khá là được đấy. Ok, cho cái đường vào. Rồi, một bên 2 và một bên 3. Ái chà, khó là như này các bạn ạ. Nó cho mình hẳn 100.000 đô. Bảo sao, tại vì bên này nó không có cái gì để đỡ cả. Ha, khó. 100.000 đô đấy anh em, mình cứ chơi đầu gấu lên. Rồi, hơi bị vững luôn. Nhưng cái quan trọng là còn bên này nữa cơ. Ok, bàn này mình lại phát hiện được ra nó có một cái khó hơn này. Mình vừa test nhá. Mình vừa test là nó sẽ ăn được cái ngôi sao này rồi, được chưa? Nhưng mà cái khó của nó đây là như nào? Nó phải ăn A1 xong, nó chỉ có một lượt chạy thôi. Tức là nó chạy từ đây một phát, nó phi qua là nó phải ăn được cả A1 rồi A2. Nhưng cái quan trọng là nó phải ăn được cái ngôi sao A1 trước. Tức là bây giờ nào, anh em phải xây quả cầu này này, mình vừa phát hiện ra nhá.
Phải xây một quả cầu như này, nó đây mình làm mẫu cho. Đấy, các bạn hiểu ý mình không? Tức là cái xe nó sẽ đi như này, nó lên, nó vòng qua A1, nó ăn A2 rồi nó đi xuống. Ngày trước chơi là mình đã từng xây một quả cầu như thế rồi đấy. Nhưng mà nói thật, lần này là hơi bị căng. Tại vì sao? Là cái cầu đấy nó bắt buộc là cầu phải thủng. Các bạn hiểu ý mình không? Nó phải thủng để cho cái xe này nó đi qua được. Tức là ví dụ như đấy, anh em mình xây như này. Đấy, là đi qua là ăn được đúng không? Đây, tức là xuống đến đây rồi. Đúng chưa? Là đến đoạn này nhá. Là ví dụ như cái chỗ này chẳng hạn, là nó phải thủng ra thì cái xe của mình nó mới đi xuống được đến dưới nhá. Đấy, giả sử nó phải thủng như này chẳng hạn. Và nó phải thủng như này đúng không? Thì cái xe nó mới đi ra đây này. Nó mới đi lên đây được. Rồi nó lại đi xuống được. Đấy. Khó thế. Rồi ok, bây. Đây chính là cái vòng tròn tử thần. Càng lắm ấy nhá, mày đùa đâu. À, cái vòng tròn tử thần này thôi anh em mình cứ chơi kết cấu cho nó vững vàng nhá, chứ không chơi kiểu vớ vẩn được. Rồi ok, xong rồi, không biết là nó có đứng được hay không. 82.000 đô rồi chứ có ít hỏi gì đâu. Để xem nhá, để xem là không biết là như này là nó đã đứng được hay chưa. Thật là mình vẫn không tin tưởng lắm cái kết cấu này đâu. Rồi, cho hẳn đường xịn luôn đi. Rồi, gãy đi. Mày gãy đi, mày gãy hộ tao cái. Mày gãy hộ tao cái. Bitch. Là phát ăn luôn các bạn nhá, không phải nghĩ. Từ xì topper. Anh em mình cho 50% để cảm nhận rõ hương vị, được chưa? Mà cho to lên một tí. Đây, để như này để cho các bố nhìn nhá. Đây, để như này, được chưa? Quả cầu 360 độ này nhá, làm quả bùng nổ luôn. Đi lên này. Đấy. Mặc dù là cầu đã bị đứt đoạn này rồi, nhưng không thành vấn đề. Ok không? Ừ. Mặc dù là top 31.000 cơ. Top hơi nhiều là do là mình sử dụng cái kết cấu bên trong này nó bị căng thẳng quá. Chứ bây giờ mình sửa lại một tí thì là lại đẹp dai ngay. Cái kết cấu bên trong này chúng ta có thể làm theo một cái dạng kết cấu khác được. Rồi ok, đây là một cái dạng kết cấu khác thì mà không biết là nó có đứng được hay không. Cái này thử nghiệm nó vui nhá, còn đâu qua thì vẫn là qua. Này đừng sập, đừng sập nhá, đừng sập, đúng rồi. Đúng rồi, trời ơi, vẫn qua được nha các bạn. Đấy, chứng tỏ là chúng ta sẽ có đến hai cái kết cấu cho một bàn luôn. Rồi ok, bàn này thì nói thật là chúng ta sẽ có một cái thứ mà rất là lằng nhằng. Xe A1 đi từ đây đi sang đây xem đây. A2 đi từ đây đi qua đây và xe B đây qua đây kiểu nó bị đè lên nhau ấy, các bạn hiểu không? Tức là khi cái xe A đi này, xe B đồng thời nó cũng đi, và có thể là cái xe B này nó sẽ đè lên cái xe A. Mình sẽ cho nó bằng nhau. Đấy, sử dụng cái công cụ này rất là hay nhá. Ok nhá, bây giờ chúng ta sẽ thử xem là cái bàn này nó đi như nào. Vừa nãy là mình phỏng đoán thì thôi, nhưng mà biết đâu phỏng đoán của mình lại thành sự thật thì sao? À, để xem nào. Wow, cái nó đè quá thật. Nó đè quá thật các bạn của tôi ạ. Thế anh em không chơi được cái hệ kết cấu rồi. Phải chơi loại này, chơi hẳn steel luôn. Rồi ok nhá, mình vừa đổi xong, đổi sang hệ kết cấu steel. Để xem là cho lên 200 đi, đi cho nó nhanh, đỡ sốt ruột. Nào. Ôi dồi ôi. Cay thế nhờ. Suýt nữa thì qua được rồi các bạn nhá. Nhưng mà bây giờ là mình nghĩ là chắc phải thêm một vài cái trụ trên này nữa. Rồi ok, mình sẽ giữ nhảy đi để xem nó có được không nhá.
Rồi, ngon. Hợp lũ. Ok. Bạn này căng thực sự các bạn ạ. Tôi chưa thấy một cái bàn nào mà có một cái xe nó lại cục đến như thế nhá. Rồi, và như vậy là chúng ta đã phá đảo được toàn bộ tất cả những cái bàn ở trong level 3 nhá. Rồi, và bây giờ nhá, chúng ta sẽ thử đến với cái bàn workshop đi. Vâng, thưa các bạn, câu chuyện của chúng ta là sẽ có rất nhiều thuyền và bè đi bên dưới. À, hình như cái bàn này là do của người chơi người ta tạo ra. Bây giờ chúng ta sẽ thách thức người chơi, được chưa? Rồi, lần này mình vẫn quyết định anh em chơi hệ kết cấu ở bên dưới. Bây giờ là mình sẽ hoàn thiện cái kết cấu này và để xem nó có đứng được hay không. Rồi, ok, cầu của mình chỉ như thế này thôi. À, hơi tự tin nhưng mà thử cái. Thực ra thì không phải do mình tự tin đâu, mà cơ bản là bàn này nhìn nó nguy hiểm nhưng mà nó lại chả nguy hiểm tí nào cả. À, chúng ta sẽ có hai cái máy bay như thế này, rất căng, đi ra trước. Theo là đấy, hai con tàu đi, lại còn có cả tàu hải tặc ở bên dưới nữa. Quá sợ hãi. Bàn này dễ thôi, easy. Trời động, tôi vừa phát hiện được ra một thế giới Minecraft ở trong cái what the fuck, ở trong game luôn ạ. Trời ơi, này bên này này, xong ở đây là Ender này, ở đây là Demi này, xong ở đây là địa ngục này, ở đây là cái bàn bình thường này, quẩy VIP ấy, được của nó đấy nhở. Ồ, cái bàn này rất xứng đáng để anh em mình xây cầu cho nó này. Tổng tiền là 160 mấy nghìn gì đấy. Ồ, xây được như này à? Ok. Ok. À, lại còn thế nữa các bạn ạ. À, nào bây giờ cứ xây ra nhá. Ừ, bạn em vui đấy. Đấy, lại kê lên, được chưa? À, shit. Đi phải đi vòng qua cây á? Thế thì có thể là chúng ta sẽ phải đi từ đây luôn. Rồi, không có gì làm khó được mình hết nha anh em. Được chưa? Được có nó chưa? Rồi, rồi. À, đã thế thì câu chuyện của nó thì lại là đơn giản luôn. Chúng ta bắt buộc phải xây nó qua đây. Đoạn này thì bây giờ là chúng ta sẽ phải làm cho nó một cái đường như thế này. Cái đường nó xuống đây này. Xong rồi nó phải vòng qua đây. Đây, xong rồi cái đường nó sẽ đi xuống đây. Đi vào đây. Ok. Ok. À, chúng ta phải né cái con gas này. À, thế thì anh em cho nó đi qua con gas luôn. Đấy, mình sẽ xây đường lên trên con gas. Ok chưa? Rồi, sau đó đi ra đây. Đấy, xong đó đi qua đây thì sẽ đi qua đây để ăn cái điểm A2 này. Ok. Ý, vui đấy, trời vui đấy nhá, trời được đấy. Rồi, tạm thời thì cái đường của mình nó sẽ như này, để mình đi thử đã. Ôi, đứt rồi. Thế bây giờ từ từ đây anh em mình xóa đoạn này đi nhá. Để mình thử nghiệm từng đoạn nhỏ một. Rồi, đại khái là kiểu như này. Tất cả những cái điểm trụ của nó ấy, mình sẽ đều làm một cái dàn giáo như thế này luôn, đúng theo phong cách của Minecraft. Cái bàn này rất là vui đấy. Mình phải đánh giá cao cái người mà người ta nghĩ ra cái bàn này. Rất là vui. Mình cực kỳ thích. Đấy. Chúng ta được chơi lại cái trò Minecraft ngày xưa và được chơi thêm cả một game mới. Đó chính là game xây cầu. Ok. 2000 years later. Rồi, ok, hiện tại là mình đang xây được cũng vài cái rồi. À, và mình đã giải quyết được đầu tiên là điểm A1. Nhưng mà đến đoạn này thì nó lại có một vấn đề khá là nan giải. Đó chính là việc mà khi mà đi đến đây thì tự nhiên là cái xe nó lại bị đâm vào cái tảng đá. Đây, mình sẽ cho mọi người xem nhá. Mình sẽ cho nó đi chậm thôi. Đây.
Đầu tiên là chúng ta sẽ vượt qua được 50% đi. Vượt qua được cái cây. Đấy, ok chưa? Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục xuống và đi vào cái đường hầm. Đấy, nhưng mà đi đường hầm nó lại đi nhanh quá và nó sẽ bị ngã như thế này. Và nó không đi được nữa. Và rồi ok, mình sẽ quyết định như thế này. Bây giờ mình sẽ chặn, không cho nó đâm vào đấy nữa. Được chưa? Chặn bằng cách là chặn ở bên trên này. Các phần sau mình chỉ làm demo thôi. Đây là nó dụng kệ nó. Đấy, bây giờ là nó đi qua đây. Đập xuống này. Nào, đừng có lộn, đừng có lộn, đừng có lộn. Đúng rồi, lộn cũng được. Được chưa? Đâm xuống đây là vẫn đi lên được. Đấy, hợp lý chưa? Là chúng ta đã giải quyết được cái vấn đề là nó sẽ đâm vào đây rồi. Đấy, nó sẽ lộn ở đoạn này. Lộn chưa? À, không lộn à. Không lộn cũng được. Không lộn thì nó sẽ lại đi hơi nhanh. Đã thế chúng ta phải có một cái kèo. Một cái kèo ở đây. Các bạn biết để làm gì không? Để cho nó va đập vào cái này thì nó không đi nhanh nữa. Nó đi chậm lại. Nó là như thế đấy. Để gọi là chắc chắn 100% là nó sẽ phải, nó sẽ phải đi chậm. Rồi ok, nó vẫn sẽ vượt qua được đoạn đấy. Nhưng mà nó sẽ đi chậm lại rất là nhiều. Đấy, và khi đi xuống đây thì nó sẽ đi rất là vừa, đúng không? Và... một lần thành công rồi nhá. Phải thử lại lần nữa. Anh em mình quá tang ba bận là phải thành công 3 lần liền. Hồi hộp phết này. Tính ra là cái bài này rất là vui đấy nhá. Mình tìm cái workshop này cực kỳ hay. Đấy. Đấy, được chưa? Nó đâm vào đây. Lần nào cũng sẽ giống lần nào thôi. Thế nên là mình sẽ không phải lo lắng lắm. Rồi, đâm xuống. Vẫn rất là vững. Ok luôn. Được chưa? Được rồi. Thì chắc là video này mình sẽ kết thúc đây. Tạm thời hôm nay là chúng ta sẽ giải quyết xong đến được cái đoạn này. Và tiếp theo chúng ta sẽ cần phải giải quyết rất là nhiều và rất là dài dòng ở đoạn này. Đấy, đi qua đây. Nó là con này. Lên đây, vượt qua A6, A7. Đi xuống A. Đấy, nó phải xuống được cái điểm A này cơ. Thế mới căng. Rồi thì để ở tập sau nhá, để xem là chúng ta sẽ có thể đi được đến đâu. Mình không chắc là mình có thể đi được đến cuối cùng này hay không. Nhưng mà hãy cứ thử nhá. Được chưa? Rồi thì video này mình sẽ kết thúc đây. Và nếu mọi người thích con game này và muốn đồng hành cùng với mình trong cái workshop lần này thì đừng quên là nhấn like xem video và nhớ theo dõi tập sau nhá. Mình sẽ cố gắng thử xem là liệu chúng ta sẽ có thể đi được đến đích hay không. Và nếu không đi được thì thôi. Được rồi, đừng quên là nhấn like nhá, nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình. Còn bây giờ thì bye bye. Nếu các bạn yêu quý mình thì đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hãy nhấn vào biểu tượng hình cái chuông bên tay phải để có thể nhận được thông báo về những video mới nhất của mình nhé.